ông của đội hôm nay ai ngủ với xem Nguyễn Sơn, Nguyễn Phương, Bùi Nam, Phùng Huyền, Đặng Dung, Phạm Trình, Phùng Lý, Dương Thắng, Tinh Tinh, Hoàng Dung và Văn Hùng. Nhiều tuổi nhất là có thằng ấy à? Cái gì nhỉ? Dạ. Đây đây. Đây là 5 rưỡi. Bỏ ca. Em nghe rượu. Ở trong phòng không nên là anh đi không có kéo vào. Nhưng mà anh nhận thấy là có người rồi. Dạ chưa. Đó là điều một quả. Việt Vị vào đấy. Việt Vị rồi. Trọng tài hô Việt Vị rồi. Anh em mải đá không nhìn thấy trọng tài viên phát cờ. Trọng tài chính nhắc nhở trọng tài viên chán quá. Hello. Sân bóng. Nhảy luôn. Cái gì? Uống rượu chơi sớm. Có những ai mà đưa đấy? Ôi trời ơi, cái tàu hút trong mà. Và đến tàu trong uống rượu ấy, em đứt luôn à. Bây giờ mới đang đá đội bên anh lúc nào xong thì alo. Chọc về đây. Bây giờ mới đang đá nhá. Hôm nay không có lòng hồ chẳng nào. Mà nó ung dung được mà. Nhà thằng Long đông rồi, Duy đang làm cốt. Ôi, chết rồi, đập cột đéo ăn thua rồi. Đập cột là hãm, cột là đéo ăn thua rồi. Đi ra quả. Không vấn đề gì. Hai đội đá rất là tốt, rất là khỏe luôn nhá. Cố lên. Ui hay quá. Cái môn này nhìn có kiểu phong cách rất là nhẹ nhàng nhỉ. Ôi hay quá. Sao nhìn kia thằng ấy khỏe. Ôi sợ quá. Chưa được. Đi thôi.
Ông nào? Anh rất kéo nhá. Chưa bây giờ thắng này là chưa hăng lắm. Ồ, chuyển nương nhau rồi. Nó phải có một bên thắng như nó. Mày ở trọng tài ơi. Mày rồi, phải lấy vào tay, không cố ý. Tổng thẳng. Cứ tổng thẳng ăn ngay. Lập bập điệu hôn quá đâu chứ. Lập bập điệu hôn mới nói. Muốn ra nó còn 10 Tết là hết thì nhà con giải quyết được. Cứ làm, cứ đi học. Năm 16 là đủ tháng rồi. Bật cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to. Đi người, đi người, đi người. Trời ơi, tùy người thôi, mà chó cô đóng hết luôn. Ôi, bà đẹp. Thế nào? Có thể vàng. Có thể vàng mới sợ gì. Là thiếu hình. Nguy hiểm. Ở đây phá bóng rất là nguy hiểm. Chỉ có thể vàng. Kiểu thôi. Có nguy hiểm. Nguy hiểm. Đá xa ghê. Béo không ngã đá gì. Nhưng mà cái gì anh đá góc trái này khỏe lắm. Nói bọn vàng rồi. Trượt dày rồi, trượt sân cỏ, trượt dày. Cứ thằng gôn mà chơi. Ôi sao dốc cánh hay quá. Ôi xấu quá. Không bắt được. Nó nghĩ là nhà là không được bắt. Ủa, hay quá. Quả đấy bắt quá sao đây rồi. Quá đẹp rồi. Ai xa. Cái mẹ này đi anh. Đi vào. May quá, may quá, may quá. Đội tuyển nó kim đái may quá. May quá. Ê, con nhà Duyên Liên, cứu quả. Con nhà Duyên Liên cứu quả ra. Số 7 cứu quả. Không là tự nhiên nó vào rồi. Rượu. Đây hai cục, hai trận, điều này bỏ. Uống lắm ta. Hai bàn chơi. Rượu như lại rượu đang. Giống như chợ hoa thôi. Mồm không được muốn gì. Con mà có lý do chính đáng. Anh cứ ngồi xem hết đá bóng về đó làm gì. Cha làm gì vậy? Uống nước không? Uống nước không? Uống nước không? Đấy. Ôi trời ơi. Hơi chậm một chút. Quả đấy hơi chậm. Quá đẹp đấy. Đi bóng đi càng đét luôn. Uống nước không? Chuyên cắt góc tuyệt vị. Trọng tài
ai đã biết thử cô. Anh ơi, cho anh thành người đấy. Đọc đâu đọc. Không phải là gì cũng phải mà. Đó vào đó. Đó vào. Để em ra. Một người gà. Đi vào. Vật sả ngang vật xuống, ghê quá. Trách xuống 20 phần nữa thì vào. Chắc ăn. Lâu quả chắc ăn. Quả đấy đập sang ngang. Kì quá. Làm bò bánh khăn. Chết. Vừa mới đá. Đá công an với thơ với cả ấy đi. Chá nổ. Thế nó không khỏe cả. Không ăn nhiều buồn hiệu đấy. Ai đấy? Đứng như trần. Có chạy bớt hơn với cả thế. Đây, bóp thuốc đây. Một tuần. Kìa, xem bộ chung đá là. Đấy. Cao chân, cao chân, cao chân. Xem bộ chung đầu, bộ chung đầu, bộ chung đầu. Bộ chung đầu, bộ chung đầu. Đây, bật này. Tắt. Tắt lại cả, tắt cả. Rất tóc. Rất tóc, rất tóc, rất 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 mạnh không? Một lần đá bóng em nhá. Ra cứ đá hết điểm này nhá. Lấy hết điểm 1 đã đi vào. Mới vào mới đá được mấy quả? Hai ông được. Rồi tiếp tục cho vào. Không được cầm thôi. Không được cho hai quả cho vào. Lại hết hiệp 1, tỷ số là 0-0. Trong 4 giờ đã từ giờ bao giờ rồi? 4 giờ đã một chín vui tất cả, chín năm vui tất cả. 6 giờ mẹ. 5:30 6 giờ kém 20 hết. Vẫn kịp. Đấy thì nó về đánh đi. Hôm nay bạn đánh đi đánh 5 sạch rồi. Đông buồn. Đây đây. Đông. Quả thứ hai. Quả vàng rồi đấy. Vàng. Học ăn một chân.
Nếu mà thế thằng Hồng Huệ làm đéo được dưới bàn. Đấy, thế nào bảo đúng được bóng được rồi đấy. Hai quả được ngày phết đấy. Ui trời ơi, quả sút đẹp mà căng hơi bỏng một chút. Quả giả sử có tầm thì thủ môn nó vẫn đẩy được. Quả nó đúng quả giả sử có tầm trong lưới thủ môn vẫn đẩy được. Không truyền nó dừng lại thôi. Quả đấy trọng trọng sút. Quả chỉ có sệt thì thôi. Phương lòng. Ôi, thế là chết rồi. Kìa. Công làm cô đậu này. Phù. Ôi, Lào, khỏe. Ê, Lào chẳng khỏe lắm đâu mà Lào sợ quá. Lông về bên này đi, dẫn nhiều quá. Hay lắm. Ôi, trời. Chậm mẹ mà tí. Góc rồi. Mai mình có đá không nhỉ? Đi đâu? Đi mình về. Đi mày à? Xem đi, vào giữa sân ngồi. Mai được anh là đi ám hành. Áo áo quỷ thôi. Mặt ta mua đôi đúng không ạ? Nắm tiền à? Năn xả tốt thế. Khỏe ghê, anh khỏe ghê. Anh gì, anh áo vàng khỏe. Kéo nào đâu chuyên. Chồng rồi. Hai năm nó không đá ra cái đéo được kể cho thằng quẻ chứ châu đéo lấy vợ. Dũng điên kiểu vợ. Quan trọng là phải chạy cấp. Điên. Đi. Chạy như một con trâu. Này ác lắm. Đó là ở đâu? Ôi tuyệt vời. Ôi ôi thủ môn tuyệt vời luôn. Ôi thủ môn tuyệt vời quá. Thủ môn bắt hay quá nhỉ. Mấy tháng nay có đá đâu. Ai có đá đâu. Sau anh đi vào sáu mai đâu đi. Anh áo vàng, anh áo vàng số 3 kia chuyền hơi bị hay. Anh hôm nay đi rồi mà.
Anh kia giúp em cả tuần không? Con chết mẹ rồi. Ôi giời ơi. Đúng bảy mà đúng tâm thì chẳng được vào gôn được. Đó thằng gôn thì giống như nào ăn được. Kể cả có đỡ dính chân cũng lại vào gôn đúng không? Đúng tâm bóng sầu. Kim Đài thắng 1-0. Rồi ơ. Hơn em phải chiếu mình làm áp ra sân nó hơn. Mà hộ vào được bóng sống thì đéo anh thổi. Hôm nay bao hôm nay Kim Đái quá đỏ luôn, ba quả xà ngang rồi. Nếu mà bóng sệt thì nó mới thổi. Bóng sống thì đéo anh thổi. Điền. Ổng. Bóng sống nhưng mới được qua mạch vôi mà tính tất của anh. Bóng sống mày. Mày lắm. Thủ vôi. Bóng mày thì có bóng sống. Qua mạch vôi rồi. Nhưng là qua mạch vôi chứ mày ơi. Nếu mà bóng sệt qua mạch mới thổi. Điền. Ổng của. Thế sao quả nó không thổi? Thế thì mày bảo bóng sống. Em đi hỏi bác thế nào quả nó không thổi? Chứ chưa qua. Đẩy cái nghĩa lên đi. Đẩy mẹ nghĩa lên. Đẩy cái nghĩa lên. Đéo vị rồi, ba người vị. Có phải tí nữa mới ra được chú ơi, chú đang đá bóng lên rồi, đợi tí nữa cháu ra đi ạ. Vâng. Coi ở đâu đấy? Coi bên ngoài. Coi ở đâu vậy? Coi ở ngoài đâu, đứng lại hết chả nghe gì đâu. Coi nhiều coi quá. Lại đi. Điền. Xem lại đi Điền trước. Đúng cầm nỗi. Hầu như bao quả cho tôi nghĩ rồi. Bác Lào bị chuyển xuống đảo. Mới đang đâu cho? Đảo bóng quả. Mà nghĩa đạp bóng. Trời ơi, quả đấy tiếc quá. Đẩy rồi. Đẩy. Coi rồi. Đông chỉ sau này mình có dư điểm thì mình vòng vòng sau đó cho vào để cho nó ấy đi. Đây cả đâu mình giờ đi. Rồi đá. Rồi rồi. Đá kiểu gì? Chủ. Chủ mấy chủ thực hành rồi. Đấy. Quá thật. Phải trùng để nhéo đưa cho nó lại còn rắt rắt quá. Đấy hai thằng kìa. Hai thằng đấy. Tập ra ngoài chứ. Ê vào. Vô mặt vào mặt vào mặt. Không phải điên rồi, phải lấy điên rồi. Đứng đấy. Bắn luôn vậy. Chết. Thẳng thẳng gôn quá, giữa gôn. Đạch cho chết ngay. Dốc vào đá đi. Dốc ra viên. Thành nuôi này nó cho hào nữa. Được quả thành đẹp thì. Tao một chết hôm nay tao chết đúng sử dụng mày luôn. Rồi anh Túc cho giải tao ghi bàn thắng đầu tiên cho 200 nào có thằng nào đá ở vị trí nào. Chết lúng tang tung. Nhiều đầu hồi đầu nào. Người Cùng Luyến ra sân. Phân biệt vào sân. Thôi vẫn đá được. Ngoài nó thay
Có đến lợi thế thì tốt hơn. Đông quá, đông quá. Ôi. Ôi hay quá, cái bún này đã hay. Cái vị rồi, vào đấy cái vị rồi. Rồi một đều rồi. Hôm nay là về là vui cả xã rồi. Trận trước cũng hòa rồi anh ạ. Trận này về chứ cũng hòa nữa. Là vui cả xã. Ôi trời mừng quá. Có công nhân của vũ. Ồ, vào bóng tốt đấy, quả đấy vào bóng. Vào bóng là còn trúng luật mà. Vâng. Ôi. Việt vị, quả đấy việt vị rồi, ở trong tay kia, trong tay hơi dưa cờ rồi. Việt vị á? Việt vị á, trong tay dưa cờ bên kia. Hết đi thì về tối quá rồi. Bây giờ là 5 rưỡi rồi. Nhiều rất tì tì cái đống bức mà nãy giờ tăng đâu mà tì đâu mà tì. Vậy cái tiền. Bữa nay Kim Tân cũng hòa có tơi tì. Hòa, hôm nay hòa 22 ạ, 22 ạ. Kim Tân với Nghĩa Sơn 22 ạ. Và đấy vào bên cạnh lưới. Cạnh lưới. Bên này có bên Kim Đái 2 có số 8 đá năng động lắm. Vâng, nhất nhanh, đá rất nhanh, năng động. Số 4 cũng nhanh. Đá lại đâu, vừa nay đổi Kim Tân luôn à. Tân với Nghĩa Sơn ạ. Nghĩa Sơn có đá lại đó, đá hòa mà có đá. Hòa. Không đá vòng bảng thì đá theo ấy tính điểm chứ ạ. Ừ, không phải đá penalty đâu. Đây là vòng loại. Về đây Hương đây. Không cao lắm. Thank you.
Thôi. Biên này cũng đã. Về đây. Về đây, về đây. Sâu quá, anh chuyển sâu quá. Ôi, quả đấy cao chân rồi, không được móc thế. Và nối cao chân. Dạ. Ôi, ê, 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 ê. Cao chân là bị phạt mà cô. Cao chân á? À? Vâng, nối cao chân ạ. Quả này dây đá thẳng vào gôn lắm. Ghê, anh đá tận tí dưới kia luôn. Hết rồi. Hết rồi. Ôi trời ơi. Vào tay, vào đấy, vào tay. Về đây, chưa về. Người con trai nó báo kết quả. Về kết quả, cô đã thích kết quả. Ôi, còn giờ. Giờ đi về có tối. Ôi, chân đầy đá. Có phạt góc cuối cùng nha. Vâng. Thắng thì vẫn được vào đá mà thua. Về đây chồng ơi, về đây. Hết lên tấn công. Thủ môn tốt ghê. Anh đẩy luôn ra. Một trận đều vui cả xã rồi, hai trận đều hòa.